Miss Trump do Việt Nam tổ chức, ai cấm thi không quan trọng, thí sinh đầy. Và bây giờ việc lựa chọn một đại diện mới tuy là mình nghĩ là sẽ rất khó nhưng mà cũng không đâu. Bởi vì bây giờ các bạn người đẹp của chúng ta luôn luôn trong một cái tinh thần sẵn sàng. Việc mình tìm kiếm một cái đại diện phù hợp nhưng mà không hề khó. MC nhà đài từ bỏ quyền đại diện Việt Nam gây tiếc nuối. Cái sự tiếc nuối của mình ở đây thì mình cũng đã có một cái thông báo trong buổi họp báo ngày hôm nay, đó là sẽ không còn là đại diện của Việt Nam nữa. Họp báo công bố khởi động Miss Trump MC Hoa hậu sắc đẹp quốc tế 2023 chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, trưởng ban tổ chức Miss Trump bà Thúy Nga cũng chia sẻ quan điểm về việc chủ tịch Miss Grand International Michelle Watt từng gửi email ngăn cấm thí sinh nộp đơn thi Miss Trump. Cụ thể, trong họp báo khi được đặt câu hỏi về việc Michelle Watt cấm thí sinh Miss Run thì Miss Trump, trưởng ban tổ chức Miss Trump phản hồi: "Chúng tôi xin phép không bình luận gì về hoạt động của những tổ chức hoa hậu khác. Chúng tôi chỉ có thể khẳng định hiện có không ít hơn 80-90 quốc gia gửi thư xin dự thi Miss Trump và con số này liên tục tăng hàng ngày và rất đông. Đây là lần đầu tiên tổ chức cuộc thi quốc tế, cho nên là không muốn chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ chọn khoảng 40-50 đại diện các quốc gia dự thi mùa đầu tiên nhằm kiểm soát tốt nhất chất lượng thí sinh cho cuộc thi của mình." Chúng tôi chỉ có thể khẳng định một điều rằng là đến giờ phút này thì số lượng các nước gửi thư xin được tham gia Miss Trump vẫn tiếp tục tăng hàng ngày và rất đông, không ít hơn 8-90 nước, thậm chí có thể cả 100 nước. Trước đó, ông Đào Quát gửi email cho từng giám đốc quốc gia của Miss Run và nêu ý kiến không ủng hộ các thí sinh bước ra từ cuộc thi trực thuộc MGI đi thi Miss Trump. Nguyên văn email viết: "Gần đây có một cuộc thi quốc tế mới nguồn gốc từ Việt Nam đã liên hệ nhiều hoa hậu cấp quốc gia của chúng tôi để tham dự cuộc thi quốc tế đầu tiên của Việt Nam. Chúng tôi muốn làm rõ rằng MGI không liên quan đến tổ chức này và không ủng hộ các hoa hậu quốc gia có danh hiệu Miss Run tham gia sự kiện này." Bàn về đại diện Việt Nam tại Miss Trump năm nay, người đẹp Quỳnh Nga sau 2 năm chờ đợi được chinh chiến đã bỏ quyền thi vì lý do lịch trình riêng. Với cái bắt tay giữa Miss Trump và tổ chức Unimedia, pha sắc đẹp Việt sau họp báo đã liên tục gọi tên Á hậu 2, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Huỳnh Phạm Thủy Tiên sẽ thế chân. Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi cho biết sẽ chính thức công bố cái tên này sau 2 tuần nữa. Miss Trump cũng đã lựa chọn được một cái đại diện đến tham dự cùng với các bạn bè quốc tế tại Miss Trump 2023 lần sau. Còn là ai thì chắc từ mình sẽ tự biết thôi. Để đánh dấu sự trở lại sau 3 năm trì hoãn vì dịch, ban tổ chức còn mời đến thí sinh từ các nước và dàn hậu Việt tham dự. Tại đây, các người đẹp có những màn đỏ dáng chất lượng. Theo đó, Lan Khuê tái xuất hoành tráng với vai trò chủ chốt tại cuộc thi Miss Trump 2023. Tại đây, mỹ nhân mặc bộ cánh tông đen với phần cách ao thân trước lạ mắt và chân váy lưới đính kèm tạo sự sang trọng. Vì đã lâu mới tái xuất thảm đỏ, đỏ sắc cùng hội chị em, nên diện mạo của bà xã tướng Trump trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ. Ngoài ra, sự kiện còn có sự xuất hiện của đại diện Miss Trump các nước. Theo đó, dù chỉ là họp báo khởi động lại, nhưng các người đẹp đã không ngại đường xa đến với Việt Nam. Giang hậu sử dụng trang phục dạ hội chỉnh chu hoặc mang màu sắc quốc gia mình. Bạn nhận xét như thế nào về những hoạt động đầu tiên của Miss Trump, Hoa hậu sắc đẹp quốc tế sau gần 3 năm hoãn vì dịch? Hãy chia sẻ cho Giang biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.